Díp bô chửi xéo năm 1971, ba gạch đứng. Kênh Díp bô Gò Vấp xin kính chào anh em nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em về một mẫu Díp bô xưa được đựng trong hộp giấy xưa. Và hộp giấy này thì anh em cũng thấy nè, nó rất là một cộng mới nha, theo dòng thời gian 5 tháng luôn ạ, cùng với chiếc Díp bô. Và sau khi mô tả hết chi tiết chiếc Díp bô này rồi thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Và em xin phép giới thiệu là em tên là Thanh nha, để anh em có thể tiện xưng hô mỗi khi gọi điện thoại đến cho em. Và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc Díp bô ngày hôm nay là một chiếc Díp bô thuộc dòng xưa nha anh em. Đây, một chiếc Díp bô nhìn rất là đơn giản ạ. Nó không có cầu kỳ, bởi vì là cái chữ ký tự của nó là CAH thì rất là được dập thêm một cái đường thẳng khắc không mòn, sau đó nó đổ sơn. Một cái nước sơn màu xanh nha anh em. Rất là đẹp. Và chiếc này thì chất liệu là cốt đồng mạ chrome vân xước, thì anh em sẽ thấy là cái ánh vân xước của nó rất là nhuyễn, rất là đẹp. Và ngay chỗ này thì nó dường như là nó bị chất nhẹ thôi nên là không có thấy ánh vân xước nha anh em. Nó ra cái ánh màu trắng, em để dày thì nó giống anh em sẽ không thấy ra được nhiều. Tại vì những mặt hàng này là hàng có giá trị thì bên em quay rất là kỹ, kể cả những cái đường xước thiệt nhỏ không đáng kể thì em cũng sẽ chỉ ra để anh em có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Đây, một chiếc năm một chiếc đây mọc ngược, chiếc này thì mọc ngược, được sản xuất vào năm 1971. Thì anh em cũng sẽ để ý năm 1971 thì mọc đáy nó như thế này, là mọc đáy nè, nó có chữ Díp bô chữ xéo hướng lên. Nó ba gạch đứng, mỗi bên tay trái hai gạch đứng, bên tay phải một gạch đứng, tổng cộng của nó là ba gạch đứng nha anh em. Díp bô chữ xéo gạch đứng, được sản xuất năm 1971, quá là đẹp. 71 tới giờ thì cũng mấy chục năm rồi mà bây giờ vẫn còn rất là xuất sắc. Và chiếc này thì tình trạng của nó là hàng chưa lên lửa nha anh em, và nó có về hộp kèm theo. Những anh em mà có theo dõi clip khui hàng thì cũng sẽ thấy chiếc này. Thì hôm nay là em chọn nó lên để giới thiệu đến với anh em về một chiếc năm 1971 mới chưa lên lửa. Và mặt sau của nó đây thì anh em sẽ thấy nè, cái ánh mặt sau em lấy từ góc ánh sáng bóng cho đến ánh sáng tối luôn. Và điều anh em lúc nào cũng quan tâm đó là một chiếc có bản lề như thế nào, thì anh em sẽ thấy nè, bản lề này rất là đẹp nha, còn mới. Tại vì chiếc này là một chiếc mới nên cái bản lề anh em thấy nè, bản lề nam cháu rất là khép kín luôn. Hiện tại là em đưa lại gần á nên em sẽ có thể dễ dàng thấy hơn. Một chiếc chủ đề khắc quá rất là đơn giản mà ngược lại thì nó lại đẹp. Cạnh viền trên nắp nó là xuất sắc nha anh em. Một chiếc năm 1971, những anh nào đang tìm kiếm năm 1971 thì em thấy chiếc này là quá là ok. Cầm trên tay cũng rất là đẹp như thế này. Anh em sẽ thấy nè, chiếc này còn bản lề còn rất là cứng luôn. Vậy chứng tỏ là cái mở nắp đóng nắp lại rất là ít nên là cái bản lề nó chưa có hợp rơ. Khi mà anh em mở nắp đóng nắp lại nhiều lần thì cái bản lề nó hợp rơ rồi á, thì mở ra rất là dễ nha anh em. Và cái bản lề này là minh chứng cho cái sự là một chiếc chưa lên lửa, bản lề còn mới cứng luôn. Đây đó. Đây, bên trong lòng vỏ thì anh em sẽ thấy nè, cái hai đường gạch sọc rất là mảnh nha. Ở hai bên bản lề dưới, một chiếc mới chưa lên lửa là như thế này, quá là xuất sắc nha anh em. Đó, cái bản lề rất là còn rất là cứng. Còn về phần chiếc ruột của nó thì anh em cũng sẽ thấy nè, năm 1971 thì ruột được dập một mặt chữ, là mặt trước nó có dập chữ, mặt sau không có chữ nên thường gọi là ruột dập một mặt chữ nha anh em. Và anh em cũng sẽ thấy những dòng Díp bô xưa thì anh em, cái dòng chữ của nó được dập á, nó rất là nhuyễn và nhỏ rất là sát nha anh em. Như thế này để anh em có thể thấy rõ ràng hơn. Và cái buồn đốt của nó đây, chốt tán của nó vẫn còn xanh. Bánh xe bên này chốt tán cũng còn xanh luôn, rất là đẹp.
À, chiếc này vẫn còn đá nha anh em, đá vàng chính hãng của nó luôn, đi theo Jeep luôn à, từ lúc nó sản xuất tới giờ luôn á. Thì còn viên đá nè, nên nhiều lúc anh em sẽ thấy bên trong cái bồn đốt nó sẽ bị dơ nha. À, em đang zoom lại đi để anh em sẽ thấy được. Đó, một chiếc mới mà khi mà bụi đá nó nhiều lúc nó làm cho nó bị dơ là như thế này. Đó, lưỡi gà của nó là lưỡi gà vuông nha anh em. Đó. Đây, nhìn, vuông, tim là tim bột. Đó, lâu quá nên nó làm cho bên trong bồn đốt nó dơ. Chốt tán thì còn xanh. Chặn xăng vỏ ốc đá đây. À, ốc đá đồng, chặn xăng nhìn cái màu giống y màu thời gian luôn. Nó hơi cổ cổ à. Chiếc này thì năm 1971 thì anh em sẽ thấy nè. Hiếm lắm, thường thường rất là hiếm gặp nha. Ở bên trong của nó là bông khối. À, bông khối như thế này thì anh em sẽ đợi em xíu nha, để em tháo ra anh em xem. À, thường thường là anh em sẽ thấy là 566 68, mà chiếc này thì 571 cũng có bông khối nữa, rất là ít nha anh em. À, nếu mà anh em sưu tầm mà còn một chiếc có bông khối nó cũng rất là hay. Đây, rất là ít gặp chứ không có gặp nhiều. Đây, một chiếc có bông khối đây anh em nhìn nè, nó mới ken luôn á. Đây, cục này gọi là cái bông khối nha anh em, nó như một cái cục xốp vậy. Đó, là thường thường kiểu như cái bông khối này là làm bản thử nghiệm á, nó thay đổi qua cái bông khác á. À, nó chỉ thử nghiệm trong vài năm thôi. Như thế này, và đây, anh em sẽ thấy nè, bên trong nè, đó, tim bột của nó. Dạ, và những anh em mà không thích cái bông khối này thì cứ báo em nha, để em có thể đổi qua cái bông Zippo chính hãng thông thường cho anh em. Tại vì mình sưu tầm thì mình nên dùng để có một chiếc có bông khối thì rất là hay trong bộ sưu tập của mình. Còn nếu mà anh em sử dụng á, thì mình sử dụng cái bông Zippo nha, cái bông kia. Tại vì bông khối thì cái mức giữ xăng của nó thì tầm 70% thôi. Và một chiếc ruột có bông khối. Và chiếc này thì tổng thể của nó thì quá là xuất sắc đi, thì em không có từ gì để miêu tả hơn. Thì bây giờ em xin phép qua cái phần vỏ, à, phần hộp, em nói nhầm, nó qua phần hộp nha. Phần hộp chuẩn giai đoạn, à, hộp giấy xưa kèm theo thì anh em sẽ thấy nè. Mẫu này được bảo quản rất là kỹ nha anh em, nên là cái hộp cũng còn mới luôn, nhíp cũng còn mới ken. À, cái nắp hộp thôi nhìn nó rất là thích luôn. À, một hộp giấy như thế này nó cũng có giá trị nha anh em, và nó tương đương với một chiếc Zippo đời đời số luôn. À, đây. Và chiếc này thì em xin phép giao luôn đến anh em là 3,3 triệu nha, có hộp giấy xưa kèm theo, và bên trong đơn hàng thì em sẽ tặng kèm anh em một vỉ đá vàng chính hãng như thế này. Đó, và luôn luôn bao phí ship đến với anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Zippo đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Giữa Đa của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ. À.